Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Lê Thị Bích Thuần đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu trên cả nước. Theo đánh giá tại hội nghị, năm học 2021-2022 là năm học thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh nặng nề đến hoạt động của ngành. Trước tình hình đó, ngành giáo dục đã linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Toàn ngành đã tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng học tập quốc gia. Trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trăm năm ở trước, ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.